Văn Hữu, Công Nhật, Phi Hoàng, Đình Duy, khá hay, Đình Duy, Phi Hoàng, Phi Hoàng. Những cầu thủ trẻ của FC Đà Nẵng đã lên tiếng vào Phi Hoàng. Cầu thủ trẻ nhất của FC Đà Nẵng ở mùa giải năm nay đã có bàn thắng đầu tiên. Đó là một bàn thắng thực sự đặc biệt của FC Đà Nẵng trong thời điểm họ đang gặp rất nhiều những khó khăn. Tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của FC Đà Nẵng, cơ hội đầu tiên của FC Đà Nẵng, và Phi Hoàng đã làm quá tốt ở pha bóng này. Một pha bóng tưởng chừng như không có gì quá nguy hiểm, nhưng sức ép, sự nhiệt tình, khả năng tranh chấp của Đình Duy, của Phi Hoàng đã giúp cho các cầu thủ trẻ của FC Đà Nẵng giành được bóng ngay trong chân của các cầu thủ phòng ngự bên phía Sông Lam Nghệ An. Và để rồi từ đó Phi Hoàng rất bình tĩnh bằng những nhịp nhứ nhả và đi bóng thật sâu vào khu vực cấm địa để dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có lẽ lỗi thuộc về Thái Bá Sang đã có những tác động khôn ngoan đến từ Đình Duy. Đường chèo bóng rất vừa tầm của Duy và pha thảo bóng khôn ngoan của Phi Hoàng. Đình Duy đã chèo bóng rất vừa tầm và Phi Hoàng cũng đã có một nhịp đảo chân bỏ bóng rất khôn ngoan để loại bỏ Quế Ngọc Hoàng. Đây không phải là lần đầu tiên mà huấn luyện viên Huy Hoàng xây đội hình sang 4 hậu vệ. Sau khi Thái Bá Sang rời sân thì bộ đôi trung vệ của Sông Lam Nghệ An là Hoàng Văn Khánh và Quế Ngọc Hải. Đình Duy, vẫn là Đình Duy. Đình Duy, Phi Hoàng, dứt điểm, 2-0. Ngôi sao Phi Hoàng đang giúp cho FC Đà Nẵng vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. FC Đà Nẵng trận đấu này chỉ có 2 tình huống dứt điểm, và đó đều là những cú sút đến từ chân của Phi Hoàng. Cầu thủ năm nay mới có 19 tuổi đã có một màn trình diễn chói sáng trong màu áo của FC Đà Nẵng ở trận đấu này, ở mùa giải này. Một tình huống sai sót đáng tiếc đến từ Hoàng Văn Khánh đã được Đình Duy tận dụng. Và sau đó thì đơn giản đó là sự xuất sắc đến khó tin của cầu thủ 19 tuổi Phi Hoàng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Lỗi đương nhiên rồi, thuộc về Hoàng Văn Khánh. Phán đoán không tốt điểm rơi của trái bóng và có một tình huống can thiệp không hợp lý. Còn sau đó là nỗ lực của Đình Duy. Và phần còn lại đó là Phi Hoàng. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực tuyệt vời của Đình Duy. Đình Duy đã hai lần tạo ra được những cơ hội cho Phi Hoàng. Và với Phi Hoàng thì pha xử lý có lẽ là điểm 10 trọn vẹn. Phi Hoàng đã đứng trước cơ hội rất lớn để ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Lee Jong Jin và có được bàn thắng thứ 3 tại V-League mùa giải năm nay. Phi Hoàng rất chính xác. 1-0 dành cho SAP Đà Nẵng. Cuối cùng thì đội khách mới là những người khai thông thế bế tắc. Và như ở đầu hiệp 2, chúng ta cùng chờ đợi xem tình huống nào sẽ phá vỡ thế bế tắc của trận đấu này. Nhưng đáng tiếc đó lại là một tình huống mắc sai lầm của Đình Trọng. 1-0 dành cho SAP Đà Nẵng. Và người ghi bàn là Nguyễn Phi Hoàng, một cầu thủ trẻ. Và chiến thuật của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thực sự là đã phát huy hiệu quả. SAP Đà Nẵng thi đấu biết mình biết người. Họ kiên trì với lối đá chậm chắc của mình. Phòng ngự triệt để, thi đấu kiên trì, chắt chiu những cơ hội. Và cuối cùng, từ một sai lầm nơi hàng phòng ngự của đội chủ nhà, tân binh Claudia Junior đã đem về quả đá phạt đền. Và Phi Hoàng không mắc một sai lầm nào, đánh bại Vũ Tuyên Quang và giúp cho đội khách vừa lên dẫn trước với tỷ số 1-0.